Thôi đi vào lau nhà đi, lau nhà xong rửa chén nhá. Anh ơi em mệt quá, anh cho em nghỉ thôi. Không có nghỉ gì hết trơn á, nhanh lên nhá, nhanh lên. Ông lo. Candy, Sen, Candy, Candy. Phấn đã có, bông phấn đã có, son đã có. Mẹ ơi, có cơm cho con đói quá. Đi. Anh ơi, anh ơi. Gì vậy, má? Em nè, em cái gì nè. Em chưa phải là con gái đẹp hả anh? Thôi, gớm quá, thôi ngồi vào đi. Ủa? Cái này là đồ trang điểm của mẹ phải không? Em nghịch quá, thôi để anh cất vào cho không tí hát hồi mẹ về mẹ mắng á. Thôi. Cái này là em chưa dọn thanh điểm xong mà. Đưa. Em chưa dọn thanh điểm xong mà. Anh hai ơi gãy rồi. Ê, cái này là em làm nha. Lát hồi mẹ về mắng em, anh không biết đâu à? Anh giúp em đi mà. Anh không biết, tại em làm á. Anh giúp em đi. Nếu mà anh giúp em á, em hứa từ đây trở đi anh muốn em làm gì em cũng làm hết. Thiệt không? Dạ thiệt. Chắc không? Dạ chắc. Bờ anh bấm nút, anh nói gì em phải làm theo đó. Dạ. Làm con mèo. Mèo mèo mèo. Sao không có cảm xúc gì cả, làm lại coi. Mèo mèo mèo. Con cún coi. Đâu. 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 Bờ ra cái ghế sofa kia nhảy một bài coi. Nhanh. Thế thôi, bây giờ hỏi một câu. Anh đẹp trai không? À mách mẹ để anh lấy cái điện thoại anh mách. Anh đẹp trai. Nhớ nha. Dạ. Thôi đi trốn đi, mẹ về bây giờ đó. Anh dọn đâu? Dạ. Minh nữa. Candy, mẹ về rồi đây. Mẹ về rồi mẹ. Ủa mẹ đi đâu vậy? Cái gì mà nhà cửa thấy ghê dữ vậy nè? Mày làm cái gì vậy con? Thì con chơi đồ hàng thôi. Nè, mấy cái đồ của Candy con lôi ra con chơi nè. Cái gì? Trời ơi, bây giờ con đừng làm mẹ lo lắng nha. Nay con chơi đồ hàng là sao? Thì bình thường mẹ không cho con ra chơi bóng rổ với bạn. Không chơi với bạn, các bạn, các thứ. Không cho chơi game luôn. Thì con chơi mấy cái này mẹ cũng nói nữa là sao? Ủa chứ em đâu? Con không biết. Ơi mẹ ăn gì không? Con nấu cho này. Này cá này, hôm nay con mua toàn hải sản cho mẹ ăn luôn á. Nè mấy cái đồ này là con phải đi ra tít ngoài kia con mua này, xong con về con chế biến cho mẹ ăn luôn á. Đó. Rồi, nay nó chế biến luôn rồi. Trời, mẹ có bị làm sao không? Bây giờ con khám cho mẹ nha. Ê. Sao vậy ạ? Quýnh à. Dạ. Đưa hai tay lên đầu. Đưa hai tay lên đầu. Cấm nha. Cấm từ nay về sau đụng vô đồ hàng nha. Đưa đây hết cho tôi. Đưa đây. Thôi, đưa đây hết cho tôi. Đưa cái sổ này qua cho tôi. Không, cái này tài sản của con không được. Không, cái này của con. Quỳnh ơi, mẹ mất con rồi sao? Đi mẹ. Mau. Cái gì vậy Quỳnh à? Em đang gấp để cho em gấp trước được không? Mà nãy giờ con cứ ăn thịt hoài vậy, con ăn mấy món khác thì mẹ nấu nhiều món mà. Mẹ thiên vị Candy quá à, thịt thì nhớ mẹ săn mỗi nó à. Candy ơi, anh thích ăn thịt nè. Không, thịt của em. Chắc chưa? Chắc, thịt của em mà. Được lắm, son gãy kìa. Anh, son gãy á. Chụp thịt mẹ ngon quá à, em cho anh ạ. Thế mẹ hay không?
Mẹ ơi, cái này là nó tự nha, con không có ép đâu á. Ủa Sĩ Quang, mẹ có đang chóng mặt nhức đầu sổ mũi vậy, mẹ bệnh không, mẹ có nhìn sai không vậy? Candy. Dạ. Bình thường là con thích ăn thịt lắm mà, sao hôm nay con nhường thịt cho anh Vinh nờ vậy? Có ăn hoài nó cũng ngán. Mà thịt nó cũng vừa dai mà vừa mặn nữa, con ngán lắm. Phải không? Phải không ta? Ủa mẹ thấy nó bình thường mà. Thôi bây giờ hai anh em ăn đi nha, mẹ đi công chuyện xíu. Dạ. Xíu dạ. Mẹ về nha. Dạ. Ăn không có gây lộn cãi nhau nha. Dạ. Ê mà khoan, mẹ hỏi nè. Dạ. Hai đứa thấy cái cây son của mẹ ở đâu không? Cây son mày để trên bàn trang điểm á. Dạ con không thấy mà. Không thấy mà. Con thấy không? À, con thấy á. Con thấy ở đâu? Mà con quên rồi. Trời ơi. Cây son đó của mẹ mắc tiền lắm luôn á. Hai đứa làm sao ở nhà dọn rồi vô trôi trong phòng mẹ kiếm ra cây son của mẹ nha. Dạ. Ừ. Sao ạ? Hai đứa có điều gì giống mẹ không? Dạ, gì đâu? Dạ, tôi có mẹ. Mẹ làm sao á? Có gì đâu? Con bình thường thôi nè, nè, bình thường là bình thường mà. Nè, mà. Đó, trời ơi, yêu thương nhau quá trời. Hai đứa nhìn chân thật lắm. Dạ. Thôi mẹ đi đâu, mẹ đi đi. Henry. Son gãy kìa. Thấy không? Anh thèm trứng quá à, thắng anh miếng coi. À. Anh đừng có mấy mẹ nha. Cũng được, mà phải coi thái độ của em đã. Hay hay hay. Ê, mà sao tự nhiên ông mời tụi tôi lại đây ăn rồi không có gì hết vậy? Sen, trái cây đâu mang ra đây coi. Dạ. Ôi Candy, để chị làm cho, cái này nặng á. Ngồi xuống. Nhưng mà Candy còn nhỏ đó. Mà ăn đi. Trời, sao ông làm vậy với em nó vậy? Đấy là việc của tôi, đi vào. Ôi. Em khí nước quá, để em đi lấy nước hả? Em ngồi xuống, để anh. Sen, nước đâu? Dạ. Candy, để chị làm cho. Ai. Candy còn nhỏ mà sao anh bắt nó làm vậy? Kệ nó đi, đấy là việc của hai anh em tôi. Anh mỏi quá, bóp vai anh đi. Dạ. Sao khách đến mặt bí xị vậy? Tươi lên coi. Sao khách đến mà mặt buồn rười rượi vậy? Tươi lên coi. À. Son gãy. Tươi. Tươi lên. Cười thành tiếng luôn. To lên. Ủa mà sao ông bắt nó làm mấy việc này vậy? Bà không thấy em tôi à? Người tròn trùng trục như cái bánh tét ấy. Làm cho nó bớt đi. Thôi đi vào lau nhà đi. Lau nhà xong rửa chén nhá. Anh ơi em mệt quá, anh cho em nghỉ thôi. Không có nghỉ gì hết trơn á. Nhanh lên nhá. Nhanh lên. Ông nó. Candy. Sen. Candy. Candy. Nhìn gì? Tại sao con có thể quá đáng tới như vậy hả? Winner, em làm sai, con lớn hơn em, con phải nói với mẹ để mẹ dạy em. Đằng này con bao che cho em để làm gì? Để trục lợi cho bản thân con đó, con bắt em làm lau nhà rồi phục vụ con. Con thấy con làm anh như vậy mà con làm được hả? Winner, anh đúng rồi, anh quá đáng lắm luôn á. Tôi cũng thấy ông quá đáng lắm luôn á. Rồi bây giờ đó, Candy nó bệnh nó chổng. Con có biết mỗi lần em bệnh là mẹ cực lắm không hả? Rồi công ăn việc làm của mẹ như thế nào nữa khi em bệnh? Ai ở nhà lo cho em đây? Hả? Winner. Candy. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đây, mẹ đây. Sao con không nằm trong đó hả con gái? Hả? Sao con không nằm trong đó? Mẹ. Mẹ đừng có lo ăn thôi.
Lỗi là lỗi của con, anh hai bảo vệ con. Nghe em thấy thương em chưa? Thấy thương em chưa? Hả? Nè, còn cái chuyện cây son, mẹ biết hết rồi nha. Con nữa, làm sai thì phải biết thú tội. Khi nào hết bệnh, mẹ phạt luôn cả hai anh em. Ủa, sao mẹ biết? Trời đất ơi, tôi đẻ ra hai anh chị mà sao tôi không biết. Cây son á thì nó nằm bên cái quần của anh, còn cái nắp á thì nó nằm bên cái đầm của cô nha. Mai mốt á nha, làm gì á thì phải làm che giấu cho kỹ. Còn bây giờ dọn cái đống đó cho mẹ. Sen, dọn. Trời đất ơi, trời đất ơi. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.